làm cưới. Đã loại chồng em 3 lần rồi. Lùng xấu quá trời luôn. Chồng em nó làm ghen tào lao, năn nỉ em quá trời luôn. Lấy cái đầu đập vô luôn, bâm nứt cái luôn. Bây giờ sẽ là cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời hai em. Rồi, quá tin luôn. Dạ, chào anh chị. Em là Trần Vũ Bảo. Em năm nay 25 tuổi. Em ở Phan Thiết. Nghề nghiệp của em là diễn viên tự do. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Văn Bảo và chào cô chú khán giả. Dạ em tên là Nguyễn Thị Kim Ngân. Hiện tại công việc của em là sản xuất tự do ạ. Em sản xuất cái gì? Dạ em làm trợ lý sản xuất rồi làm tè le. Phim sản, chị? Sản xuất phim ảnh. Dạ phim. À bên đây anh diễn viên, bên này trợ lý sản xuất. Quá hợp nhau luôn. Rồi gặp nhau làm sao nè? Cái hôm đó là em đi quay. Cái gặp vợ sắp cưới em bây giờ nè. Cái lúc đó là như con trai á, tướng chút xíu mà đeo cái ba lô là to gần bằng người luôn. Sao bé này nhìn nhỏ nhỏ mà sao chịu cực. Em thì thích con gái mà năng động rồi chịu thương chịu khó này kia đó. Em cũng để ý một tí. Thật ra là em gặp chồng em á là em đã loại chồng em 3 lần rồi. Có nghĩa là em là bên casting người nữa. Cái giảng lần đầu á của em là gặp trời mưa. Thế là tụi em bị bại lần đó. Đó xong gặp chồng em đưa hình, em cũng loại luôn. Nói xong rồi lùng xấu quá trời luôn. Cái em loại, cái xong rồi lần sau cái làm lại lần nữa, xong đưa hình nữa. Em nói tại sao lại người này nữa, em loại luôn. Đó nhưng cái ông anh của em lỡ bút rồi, lỡ hứa. Cái em năn nỉ em nói là anh lỡ hứa cho anh này vô rồi em ráng giúp nha. Em nói cho thì cho nhưng mà lương thấp nha. Đó xong rồi mới vô tình gặp chồng em bây giờ. Bây giờ vô chưa, lương cao chưa? Vì giờ cũng không cao lắm đâu. Không có lương luôn chị. Bây giờ là lương giờ lấy hết luôn rồi. Ủa mà cái hình của em như thế nào mà bị vợ thì... Em gửi mấy hình selfie này kia lúc mà còn gọi là trẻ trâu á anh. Với kêu sao nhìn mặt non quá vậy. Mà lúc đó thì mình cao có 1m6 mấy à. Với kêu lùn quá, không hợp vai. Thấy bạn này cũng năng động này kia, mình cũng muốn làm bạn với nhau. Rồi mới xin Facebook nhắn tin nói chuyện các kiểu. Rồi để chủ yếu là bắt đầu là để xin hình thôi. Không sao, thấy mình vô phay, thấy vợ em là người quan tâm tới gia đình, quan tâm tới mọi người, không có thích mà trang điểm hay là ăn gì gì đó. Em cũng thích con gái như vậy, năng động, cá tính. Bao lâu sau thì hai bạn mới là yêu nhau, rồi mới tỏ tình? Ai tỏ tình với ai? Thật sự là chưa ai tỏ tình với ai hết chị. Vậy thì ai tấn công ai? Dạ cũng không ai tấn công ai hết á. Chắc em tấn công anh nữa. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Dạ quen cũng 6 tháng rồi. Đến ngày 24 tháng 12 là ngày Noel. Bạn em hỏi là hai đứa nhắn tin qua lại, hỏi hôm nay có đi chơi Noel hay không. Thì em kêu là hôm nay bà không đi chơi Noel đâu, bà đi làm rồi. Ngân kêu Ngân đi uống trà sữa với lại gia đình rồi. Cái kêu sướng quá ha, cái đi uống trà sữa mà không có mua cho ai hết trơn á. Cái đòi anh kêu bảo uống không, để Ngân đêm qua mình cứ tưởng là giỡn. Em kêu thôi Ngân mua qua đi, bảo chờ nè. Mình vừa nói câu đó xong là em ao ca ra rồi. Em không có làm nữa, em về chạy về nhà luôn. Tầm 15 phút sau cái Ngân mới gọi điện. Ngân đem tới cho Bảo rồi nè. Trời. Chịu đời nổi không, em tới nơi rồi cuối cùng đi về nhà. Rồi đi trà sữa đó làm sao? Qua nhà luôn. Em ăn vốn chứ thật ra là ly trà sữa đó là tại vì gia đình em uống nhiều quá nó tặng. Không biết làm gì thì đem qua đỡ ổn. Cho vừa. Đâu có tốt lành gì. Nụ hôn đầu tiên. Sáng mai em mới thấy là có lỗi, em mới đủ đi ăn sáng. Ăn sáng rồi mới kể lẽ cái vụ dự án trước mình bị fail rồi, phải stress, bị stress này kia, muốn đi đâu chơi xa. Cái em mới rủ hay đi về quê, không về quê bảo với Phan Thiết đẹp lắm. Đồ ăn ngon lắm thì tính tình thì khói ăn, ham ăn lắm. Rồi mới chịu đi về quê với em luôn. Em kêu cái gì ngủ này mẹ của Bảo này kia rồi dẫn ra biển chơi thấy... Về quan tâm tới ba mẹ em cũng thương rồi. Thấy lúc mà ra biển vui vẻ, nhìn anh con nít dễ thương lắm. Cái anh đang đưa hai tay cho như là phim mà tàu Titanic á. Đó em mới đứng ở xa em chờ tới vung một cái đó, đó, đó. Vậy lúc đó em hả? Hết hồn cái em mới nói là cái gì vậy má? Cái mắc cỡ cái quay đi nó không có chuyện gì xảy ra á chị. Giống như chuyện hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra luôn á. Quen 6 tháng thì nó cũng không ngắn, nó cũng ngắn. Có nhiều chuyện vợ khóc vợ cười, kỷ niệm vui kỷ niệm buồn gì chưa? Dù tụi em mới quen thôi chứ mà cái chuyện nó ly kỳ lắm chị, hấp dẫn lắm. Trước Tết là em có một cái dự án là quay ở Vinpearl, làm nhận làm trợ lý. Thì lúc đó chị sếp bút vé cho em đi ra Nha Trang rồi, mà em lại hứa với nhau bạn thân là phải đi xin chế nó. Cái em giao hết việc toàn bộ dự án là cho Di quản lý hết. Ở nhà em gọi là Di. Cái em bút về đây á là cái vé ở đây á là 7 giờ là sẽ có mặt ở đây. Nhưng mà máy bay em bị trễ.
mà 7:10 là máy bay bên Nha Trang sẽ bay. Trời em trên máy bay em khóc như mưa, em khóc giống như chết rồi, em hết gặp chồng em rồi, cuộc đời em sẽ cảm thấy là tâm tối lắm. Có lỗi vậy. Có lỗi lắm, em khóc mà người nước ngoài thương luôn chị, cho đi lên hàng đầu để ra khỏi sân bay cái. Dạ kịp. Ủa vậy hả? Dạ, em khóc quá máy bay không chịu bay luôn. Em khóc mà khóc như mưa mà mấy ông mà quản lý cũng sợ em luôn. Cuối cùng bay kịp ra. Dạ đúng rồi. Cái em ra mà em vui là vui, em cảm thấy trong lòng sắp được gặp chồng em nè. Lúc đó đang lo tết kê diễn viên chính á, mình đem đồ ăn cho mọi người ăn, mình đi ngồi cái sân á chị. Cái giờ em thì mới đi xe túc túc qua cái xe điện á, chạy thấy thế em kêu dê dê, chạy tới ôm hai đứa ôm nhau la khóc quá trời. Có la khóc quá trời nữa. Thôi mà sao không tháng à, thì cái thì tình cảm mới chớm nở mà. Chui lắm. Còn câu chuyện dở khóc dở cười nào giữa hai bạn nữa không? Chuyện em ghen, chồng em nói là em ghen tào lao. Cái đợt mà em đi làm dự án cái em bị giật mất cái điện thoại, chồng em mới đưa điện thoại của chồng em cho em, với lại tụi em mua cái khác cho chồng em á, thì tải lại cái Google thì hình cũ của chồng em với bồ cũ cho nó xuất hiện tràn lan trên cái điện thoại. Cái em tưởng chồng em đang dính líu với người cũ. Em ra sau lưng sau cái nhà, em ngồi im đó, cái chồng em ra nói là chuyện gì vậy? Cái em nói không có chuyện gì hết á, anh xem điện thoại anh đi. Cái xem cái em mới thấy cái hình cũ á, nó không có mà năn nỉ em quá trời luôn. Cái em khóc mà trước giờ em đâu khóc đâu, em khóc như mưa. Khóc như mưa hoài vậy, khóc như mưa máy bay người ta trễ chuyến bay rồi giờ còn khóc như mưa nữa. Nói em đừng khóc nữa, anh không có cưới gì đâu. Em khóc dữ quá, chồng em nhào vô cái lu đập cái bớt. Đập đầu vô lu, nhận nhau kêu thôi anh giờ anh bỏ em đi, anh còn thương người cũ anh bỏ em đi, anh đừng có quen em nữa. Nói gì á. Cái em mới kêu tự nhiên sao em nói vậy này kia, cái rồi cái bây giờ em là tự giảm cái em ngu á, tự nhiên em quen anh này kia em tức, kêu bây giờ em tự đánh mình luôn. Dạ tự đánh mình, kêu bây giờ em dừng lại không giả tiếp cái nữa, em tức quá em kêu bây giờ em mà giả nữa là coi chừng anh đó. Giả tiếp cái nữa, cái thứ ba em tức em đập, em lấy cái đầu em đập vô luôn, cái bum nứt cái lu là lấy cái đầu của mình đập vô cái lu á. Dạ, đầu em tức. Cái đầu có bị gì không? Dạ đầu bị gì hết. Đúng là cứng đập. Cứng đầu, đồ cứng đầu. Cái mà cái lu đó là cái lu ba em bảo cưng lắm, nên tụi em coi như không có chuyện gì xảy ra giấu luôn. Kỷ niệm biến cố qua nhà bố mẹ là cái lúc mà em là chuyển trọ, mà lúc đó là chưa kiếm được phòng trọ. Cái vợ em nè mới kêu là thôi qua nhà em ở 1-2 ngày đi, có gì em giấu ba. Ở trong nhà mà giấu hả? Trong phòng riêng không ai ở đó. Ba em thì 10 giờ là ngủ rồi, tới 11 giờ tối mới dặn em về. 6 giờ sáng ba dậy, cái 4 giờ dậy hai đứa đi tập thể dục. Không phát hiện luôn. Dạ không phát hiện luôn. Cái này ta gọi là dẫn trai về nhà đó. Hay thì lúc đó bao giờ được bao lâu? Hai tháng dắt trai về nhà. 10 giờ ba ngủ, 11 giờ dắt trai vô, 6 giờ ba dậy, 4 giờ hai đứa dậy tập thể dục. Hay mẹ biết mẹ kêu sao mà chưa kiếm được phòng trọ hả? Kêu dạ. Vậy em nó chơi cái chiêu kêu bây giờ anh kêu mẹ bằng mẹ đi, cái mẹ cho ở đây. Đang nỉ mẹ kêu mẹ anh bảo không có phòng này kia, mẹ cho anh nó ở nha này kia rồi đó. Cái rồi em cũng không biết em gọi mẹ bằng tiếng mẹ luôn, tròn mắt hả? Mắc cỡ lắm. Mẹ im mẹ nói hết, em tưởng mẹ không đồng ý. Mẹ mới kêu thôi bảo cái gì con ở đây luôn đi, để mẹ nói cho ba cho. Rồi bây giờ là hai em ở chung nhà, em phòng vợ em một phòng. Lúc đó là xác định là sẽ cưới rồi đó. À mới có mấy tháng cưới rồi đó hả? Tại hai đứa em là tình yêu sét đánh. Tế hợp nhau nhiều thứ. Ủa rồi nhưng mà chuyện sét đánh là chuyện của hai bạn, mà còn cái chuyện của ba mẹ thì sao? Ba mẹ có bao giờ phản đối không? Ba mẹ anh bảo quá, gặp em á giống như là thả thính em vậy anh, làm cho em cảm thấy trời em yêu ba mẹ quá. Ba mẹ em hiền lắm, cái như dễ thương, ba mẹ anh Bảo rất là dễ thương, rất là hiền. Mà ba anh Bảo nó ăn cực kỳ ngon nữa, trời thương ba mẹ anh Bảo, cái em mới thương anh Bảo ấy chứ. Rồi bên gia đình em thì đối với Bảo làm sao? Ban đầu á thì em dắt về nhà không nói gì hết á. Cái mẹ em thấy bạn này cũng dễ thương hiền lành, cũng ga lăng lắm chị, vô nấu món nhậu cho ba em. Mà ba em thích ăn món nhậu, thằng này được. Ta thích. Vợ sắp cưới em này là giống như con trai á. Mới đầu là ba mẹ cứ tưởng là không thích con trai, cứ nghĩ là thích con gái. Mặc đồ con trai không mà không mặc đồ con gái. Từ khi quen em là ngăn đổi con nữ tính lại một tí rồi. Đó rồi ba mẹ thấy vậy kêu chắc quen thằng bạn, bảo uống nắng lại được nữ tính lại bớt. Rồi ba mẹ cũng đồng ý cho quen nhau. Ồ, vậy là gia đình đồng ý hết. Dạ ngày 1 tháng 12 là ngày tụi em sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng mà các bạn đã biết hết tính xấu của nhau chưa? Có cái gì mà còn mong muốn nhau thay đổi không? Dạ có. Tính xấu của chồng em á là hiền lắm chị ơi. Hiền sao tính xấu? Nhìn tôi kêu chị ơi luôn rồi kìa. Tôi hoang mang luôn rồi. Hiền lắm. Mỗi lần đi phụ em á hiền là người ta nói gì cũng im im á, bị ăn hiếp.
thực sự là hai bạn đang mới cái giai đoạn bắt đầu yêu nhau thôi. Nó cũng có những cái trường hợp là tình yêu sét đánh, gặp nhau rồi là quyết định chọn luôn và đi đến nhau suốt cuộc đời, thì đó cũng là một tình yêu rất là trân trọng. Nhưng mà hai bạn phải biết trước nha, là cái đường tình yêu của hai bạn là còn rất rất là dài nha. Bây giờ một tình yêu rất là đẹp rồi, thì Tường không biết nói gì hơn là chúc hai bạn hạnh phúc thôi. Em có một bất ngờ dành cho vợ em. Rồi, phải bất ngờ mới được nha. Dạ. Nhắm mắt đi. Nhắm mắt lại. Trời đất ơi. Gì vậy? Mở mắt ra đi. Mở mắt ra kìa. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Vợ em là sở thích rất là thích vali. Dạ. Em dành tặng vợ em chiếc vali với ý nghĩa là anh sẽ cùng em đi du lịch khắp nơi, lúc nào là cũng có anh bên cạnh em lo lắng chăm sóc cho em. Em cũng có một bất ngờ chăng. Nhắm mắt luôn nha. Là hai cái. Hai cái luôn ha. Nhắm mắt ghê vậy. Em nói rằng cái này nó bự lắm. Tốn tiền taxi dữ lắm rồi. Cái gì vậy ta? Đúng là bất ngờ thiệt. Di ơi, mở mắt ra đi Di. Rồi mở mắt đi. Em đâu rồi? Em đâu rồi? Trời ơi, gì mà bự vậy? Tại vì em hay đi làm á, sẽ có lúc anh vắng em á, nên em tặng cái này để anh ôm. Nhưng mà vừa bằng bạn ấy là bằng em thôi, chứ em mua cái con là bằng em mua cái con gấp đôi em dữ vậy. Gấp ba luôn á chị. Em cỡ bằng cái chân của nhỏ này hà. Trời ơi, nó ngồi hết cái ghế nó luôn. Bự thiệt chứ. Rồi. Tại vì em nói có kể với anh chị á, là chưa ai tỏ tình với ai và cũng chưa ai cầu hôn với ai. Thì hôm nay em sẽ cầu hôn chồng em. Anh chồng em nha. Anh đồng ý. Trời ơi. Trời, dễ thương quá. Ôm nhau đi, chỗ leo quá, bà đẹp quá. Hôn đi, hôn đi. Rồi là dễ thương quá. Quá hạnh phúc. Không còn gì để nói nữa. Chúc hai em phải luôn luôn giữ tình yêu của mình đẹp như bây giờ, nóng như bây giờ nha. Dạ. Rồi, chúc mừng hai em hạnh phúc.